Xin chào anh em, trong video này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lắp máy hút bụi Fujiwara cho máy cắt rãnh tường đông trang 2 lưỡi DZR02-150 có cân nặng 6,1kg anh em nhé. Máy này có khả năng cắt từ 2 đến 4 lưỡi. Tuy nhiên thông thường anh em nên cắt chỉ khoảng 2 lưỡi thôi, hoặc đến 3 lưỡi là tối đa, 4 lưỡi thì hơi lắc. Anh em đã có 2 dây đường nước vào để có thể cắt nước. Đây là 2 dây đường nước vào, có thể chỉnh lưu lượng nước này. Nhưng nếu như anh em nào mà muốn lắp máy hút bụi để sử dụng cắt không nước thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lắp nhé. Cái lưỡi này anh em cắt tối đa sử dụng lưỡi 150mm và lắp theo hình mũi tên. Và nhớ anh em lưu ý cái hình mũi tên ở trên lưỡi cắt phải cùng hướng với cái mũi tên phía bên nắp trục bảo vệ. Rãnh của đường cắt này với độ rộng tối đa của nó được 3,2cm và độ sâu tối đa là 3cm. Trong một hộp máy này thì anh em sẽ có 2 lưỡi cắt, 1 mũi đục để đục rãnh bê tông, 1 tay mở và 1 đôi chổi than đi kèm. Cái thùng này khá là chắc chắn anh em nhé, có thể đựng máy và đựng đồ nghề được. Hệ thống phun nước có 2 vòi này, nó sẽ phun trực tiếp nước vào 2 cái lưỡi cắt, cho nên là sẽ giảm tối đa bụi so với cái hệ thống phun nước chỉ có 1 vòi thôi. Máy này có hệ thống bánh xe phía dưới trục bảo vệ nên anh em chì vào tường và là đi rất là nhẹ nhàng. Nó còn có hệ thống nâng hạ lưỡi nữa. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ lắp phần ống nối hút bụi vào. Ống nối hút bụi này thì không có gen, anh em cứ thế mà đóng thẳng vào thôi. Không cần tháo cái ra đâu, cứ đây đập thẳng vào cái kia, không cần tháo ra đâu. Đó. Bây giờ lắp cái này nó sẽ là hơi khó vì nó là máy mới, độ khít của nó rất là cao. Okay rồi. Phần lắp ống hút bụi cho máy đã ok. Bây giờ là đến chúng ta phần lắp dây hút bụi. Dây hút bụi đã có sẵn đầu để mà lắp thẳng vào máy hút bụi anh em nhé. Chỉ cần gài vào được thôi. Dây hút bụi này của hãng Fujiwara nó có độ dài 6m, công suất máy 1200W. Thông số máy đây anh em nhé. Khi lắp dây vào máy hút bụi cũng chỉ có một khớp nối thôi. Đó, thế là chúng tôi đã kết nối xong máy hút bụi vào máy cắt. Bây giờ chỉ cần lắp cái phần túi bụi vào. Trước khi lắp phần túi lượng bụi, anh em phải lắp trước cái phần này vào. Phần này là phần ống để chống đá và sỏi bắn vào để làm hỏng túi. Túi hút bụi này rất là dài, nó có độ dài khoảng 1,5m. Thì lắp máy hút bụi vào anh em phải siết bằng một cái đầu siết. Bộ máy cắt này là anh Trung ở Hải Phòng đã mua và yêu cầu chúng tôi lắp đặt và test thử. Bây giờ chúng tôi sẽ quay video để cho anh Trung và các bạn cùng xem nhé.
như anh em thấy là máy hút bụi hoạt động khá là ổn, không có một chút bụi nào thoát ra ngoài. Vì lý do là máy đường cắt bê tông có mác rất là cao nên nó hoạt động rất là chậm. Cắt vào sắt rồi, cắt vào sắt rồi. Còn sắt rồi. Ồ. Cắt vào sắt anh em nhá. Hiện tại chúng tôi đã cắt vào sắt, bây giờ chúng tôi được cắt dọc xem như nào. Bên trong tấm da này nó rất là nhiều sắt cho nên nó bắn tóe các ra, bắn tóe các tia lửa ra rất là nhiều. Máy cắt vào sắt cũng rất là ok, không vấn đề gì cả. Đục nó ra xem. Đây, đây là chúng tôi đang cắt vào sắt để cho anh em xem cái sức mạnh của máy nó như thế nào. Bây giờ kỹ thuật của chúng tôi đang đục cái tấm bê tông này ra, đục bằng đánh nó ra để xem bên trong có nhiều sắt như nào. Đây là sắt đường này. Đây. Đây là sắt B nhá. Đây là sắt phi 10 này. Cái phần này là phần sắt này. Đây cũng là sắt này. Nhưng mà chúng tôi cắt chính là cắt vào chỗ này. Ống lừ luôn. Cắt đứt hết sắt luôn. Đây. Ok. Xong rồi đấy. Máy hút bụi thì như anh em thấy trong video là nó đã hút rất là ok. Và còn máy cắt thì nó đã cắt khỏe tới mức mà cắt được cả sắt. Video đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.